Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang và những kỷ niệm đẹp về Nha Trang. Gặp nghệ sĩ nhân dân Trà Giang tại lễ trao giải thưởng Cánh Diều 2021 tổ chức ở thành phố Nha Trang, nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ rằng thần tượng của khán giả yêu điện ảnh nước nhà một thời đã bước vào tuổi 80, trò chuyện với chúng tôi. Bà đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đẹp của mình với vùng đất này trong mấy chục năm qua. Khán giả yêu mến điện ảnh cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua chắc hẳn không ai không biết đến nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Tên tuổi của bà đã gắn liền với hàng loạt vai diễn để đời trong các bộ phim kinh điển như Một Ngày Đầu Thu, Dòng Sông Hoa Trắng, Chị Tư Hậu, Vị Tuyến 17 Ngày và Đêm, Cánh Đồng Hoang, Em Bé Hà Nội, Gương Mặt Xinh Đẹp, cùng ánh mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên đã đưa hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Trà Giang lên đỉnh cao của điện ảnh nước nhà. Gắn bó với nghệ thuật từ năm 10 tuổi khi hàng ngày theo chân cha là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh đi xem kịch, cải lương và múa hát nên bà đã sớm có niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Sau này, khi bước vào nghiệp diễn viên, bà đã nhanh chóng thể hiện được năng khiếu của bản thân. Rất nhiều vai diễn của bà đã nhận được các giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, có huy chương bạc tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1963 cho vai Chị Tư Hậu, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1973 với vai Dịu trong phim Vị Tuyến 17 Ngày và Đêm. Năm 1984, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đến năm 2007, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang là người đầu tiên được Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với danh hiệu thành tựu suốt đời. Hiện tại bà sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà tìm kiếm niềm vui mỗi ngày thông qua hội họa, những buổi gặp gỡ, chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đẹp về xứ Trầm Hương. Nha Trang trong tôi là cả một bầu trời kỷ niệm. Từ bé, tôi đã nhiều lần theo ba mẹ, người thân đến Nha Trang. Trong ánh mắt tôi khi đó, Nha Trang có cảnh vật thiên nhiên rất đẹp. Sau này lớn hơn, tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh ga Nha Trang. Ngày đó, tôi từ vùng kháng chiến lên tàu lửa và đi qua ga Nha Trang để về quê ngoại ở Phan Thiết thăm người thân trước khi tập kết ra Bắc. Không hiểu vì sao, trên hành trình đó, hình ảnh về ga Nha Trang cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang chia sẻ. Trong những năm tháng học tập ở miền Bắc, bà có nhiều người bạn học sau này về sinh sống, làm việc ở Nha Trang. Một trong số đó là người bạn học chung lớp từ những năm cấp 1, cấp 2 Nguyễn Thị Hồng Vân, sau này là bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa. Trong nhiều lần đến Nha Trang, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang thực sự ấn tượng với tình cảm của người dân nơi đây dành cho mình. Cách đây nhiều năm, tôi có dịp ra Nha Trang cùng nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, đạo diễn Lê Dân để tìm hiểu về ông Năm YX Xanh nhằm thực hiện bộ phim về ông. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được sự chào đón, quan tâm của người dân, nhất là các em học sinh, sinh viên. Tiếng gọi chào tên tôi của các bạn học sinh, sinh viên Nha Trang lúc bấy giờ vẫn còn đọng mãi trong trái tim tôi đến hôm nay, bà cho biết. Trở lại Nha Trang lần này, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang rất ngạc nhiên trước những đổi thay, phát triển của thành phố. Nhưng trong sự chuyển mình đó, thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp riêng về khung cảnh thiên nhiên. Trong thâm tâm bà, những hình ảnh, cảnh đẹp của phố biển Nha Trang sẽ trở thành chất liệu để bà vẽ nên những tác phẩm của riêng mình. Giang Đình